could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos dias, rayito del sol. Good morning, sunshine. Synchronic cung cấp các nhà máy karaoke chuyên nghiệp, giá rẻ nhất Hoa Kỳ, uy tín chất lượng. 714-450-6666 synchronic.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Cà phê sáng. Chương trình sáng ngày hôm nay, vì lý do bất khả kháng, chị Tường Minh không có làm việc trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi bất thình lình cũng được đôn lên làm chủ quán một ngày, và cùng với lại sự giúp đỡ của chị Bích Loan. Ngày hôm nay không có bài chủ quán, cái vai trò của chị là gì? Chắc là khỏi phải làm trọng tài. Chị nhận định một câu chính xác. Bình thường là có hai nhiệm vụ trong ngày thứ tư, là thứ nhất là làm trọng tài, thứ hai là phải ra chủ đề. Thành ra bữa nay là coi như giảm được bớt một cái nhiệm vụ. Nhiều khi có cái chuyện gọi là khắc khẩu mà gấu ó nhau á, nó cũng có cái không khí chị. Dạ đúng chứ rồi. Chứ không á, nó bình lặng, nó phẳng lặng như tờ, boring. Dạ, giận đúng mà không? thương mà giận. Không có chuyện đó, mà có chuyện tranh luận sôi nổi. Thì cái không khí của câu chuyện nó mới rơm rả. Dạ. Nhưng mà thôi, vắng bài chủ mình không có gọi như là sảng xê. Yeah. Coi như là nói lối đầu, yeah. Bắt đầu vô xe ha, bây giờ xuống xe luôn đi. Rồi, đề tài ngày hôm nay là gì? Vô đề luôn ha. Ừ. Thì ngày hôm nay nếu mà có Tường Minh thì là cái tỷ số nó sẽ là 2-1. Yeah. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay, cái đề tài ngày hôm nay nó liên quan đến cái vấn đề mà giới tính. Vì vậy cái tỷ số hôm nay nó là 1-1. Thì như vậy là cũng vô tình nhưng mà nó cũng thành hữu ý. Thì anh Vũ Kiểm hôm nay có thể tự tin là mình không có bị áp đảo về phía phái nữ. Ok. Dạ. Thì xin cảm ơn trước. Thì cái chủ đề ngày hôm nay Loan muốn nói là về vấn cái đề mà một cái đề tài mà thời gian gần đây, trong những năm gần đây, những thế hệ gần đây người ta đề cập rất nhiều, là về vấn đề bình đẳng giữa nam nữ. Tức là cái khi mà ngày nay phụ nữ có những cái vai trò nhất định, họ có đóng góp rất nhiều trong xã hội, họ có mặt trên đầy hết tất cả những cái lĩnh vực mà người nam giới có mặt. Vì vậy cái vai trò của người phụ nữ rất là được đề cao, tôn trọng, và cái việc hô hào về cái bình đẳng với nam nữ là nó ngày càng nó mạnh và nó hô hào rất nhiều. Nhưng mà thực tế thì Loan cảm thấy là cái vấn đề này, mặc dù người ta hô hào và người phụ nữ đã chứng minh được mình rất là nhiều, nhưng thực tế có thể nói là bây giờ mình lấy cái lĩnh vực thể thao đi. Từ xưa tới giờ người ta vẫn có cái quan niệm rằng là bóng đá, về cái môn đó là người ta cho coi cái bộ môn đó là bộ môn của người đàn ông. Nên khi mà người phụ nữ người ta có một cái tiếng nói, khi mà người ta giành được những cái chiến thắng và người ta đã có những cái pha thi đấu ngoạn mục, thì khi đó người ta ít nhiều cũng được công nhận, nhưng mà trong thực tế thì cảm thấy người ta vẫn chưa thật sự coi trọng đối với phụ nữ về cái môn thể thao này. Điển hình như là Loan thấy giống như cái đội nữ Việt Nam, họ đã giành được tới 6 lần đoạt chức vô địch SEA Games. Nhưng mà mỗi khi họ chiến thắng quay về, họ không có được cái sự mà đón tiếp giống như là những cái vị anh hùng như là cái đội bóng đá nam. Thì Loan không biết là về vấn đề này anh Vũ Kiểm cũng giống như là quý khán thính giả đang theo dõi chương trình có cái suy nghĩ nào về cái vấn đề khi mà người ta một mặt thì hô hào rất nhiều, nhưng mà trong thực tế người ta đã không có những cái sự tôn trọng nhất định và cảm thấy là có sự bình đẳng về vấn đề cái môn thể thao này đối với phụ nữ. Tức là chỉ quy định về cái quyền phụ nữ và cái sự bình đẳng trong lĩnh vực thể thao thôi hay sao? Dạ không phải, có nhiều lắm. Để thấy rằng là mình đưa thể thao là một cái ví dụ, có
Rồi, và còn nhiều lĩnh vực nữa, nhưng để mà Long muốn nói về cái vấn muốn đưa ra cái thể thao để cho người thấy thấy một cái điển hình cái sự là quá là gọi là không có được bình đẳng, gọi là một bên thì không có công nhất bằng bên trọng cho, nhất bên khanh đúng không, có công bằng cho một những bên thì nữ được, dạ, đúng rồi. Thì trong cái lĩnh vực mà cái sự đấu tranh cho cái sự bình quyền đó, quyền của phụ nữ hoặc là nam nữ bình quyền, nó có nhiều lĩnh vực và họ đã đấu tranh, nhất là những cái nước tân tiến và dân chủ. Về thể thao như chị Loan vừa mới nêu ra là một ví dụ điển hình. Trong lĩnh vực chính trị, trong lĩnh vực thương mại, trong lĩnh vực kinh doanh, trong lĩnh vực quản trị, trong lĩnh vực quân đội, liệu có một người nữ tướng nào mà xếp sòng chỉ huy? Hoa Kỳ có, vân vân và vân vân. Thì bây giờ đối với lại quý vị, cái câu hỏi được đề ra ở đây đó, tới khi nào thì cái chuyện nam nữ bình quyền nó thực sự nó sẽ xảy ra? Bây giờ đã có rồi, bắt đầu nhen nhúm, bắt đầu bén rễ rồi, nhưng mà chưa thực sự là bình quyền. Trong chính trường của Hoa Kỳ bây giờ thì vẫn còn rất nhiều những chính trị gia đàn ông hơn là phụ nữ. Mặc dù là cái năm vừa qua đó, nữ dân biểu thắng rất là đông. Và điển hình trong cái câu chuyện Chào Bình Minh buổi sáng hôm nay, anh em chúng tôi, anh Cơ, anh Bảo và Vũ Kiểm có nói về cái cuộc debate ngày hôm qua. Trên một cái diễn đàn có 4 người đàn ông, chỉ có 2 người phụ nữ, là 2 nữ thượng nghị sĩ. Thì họ nói rằng, quý vị thấy đó, cái vấn đề phụ nữ như chúng tôi, ông Bernie Sanders nói còn lâu phụ nữ mới trở thành tổng thống của nước Mỹ. Đó là một cái tin rất là nóng bỏng liên quan tới cái đề tài ngày hôm nay. Thì bà Elizabeth Warren, bà nói rằng, bà chứng minh ngược lại, chúng tôi là những người nữ lưu, nữ chính trị gia, chúng tôi thành công. Bằng chứng là mỗi lần mà ra tái đắc cử cái vai trò thượng viện, tụi tôi đều thắng. Còn quý ông 5 lần 7 lượt ra 10 lần, có nhiều ông rất xoành xoạch, tức là chỉ làm được một nhiệm kỳ thôi. Tí dụ là như vậy. Thì đó là về lĩnh vực chính trị. Còn lĩnh vực thể thao dễ nói hơn, dễ bàn hơn. Thứ nhất, tại sao có những nữ lực sĩ, nữ cầu thủ, tài nghệ tuyệt vời, sức lực không kém gì cái thể lực của một nam thể thao gia hoặc là một nam cầu thủ, nhưng mà tiền thì lại được lãnh ít hơn. Cái đó là cái chuyện sự thật. Mỹ, đội tuyển túc cầu của Hoa Kỳ đã đâm đơn kiện Hiệp hội Major League Soccer của Hoa Kỳ, tại sao lại có cái chuyện mà coi như là không công bằng như vậy. Cầu thủ nam được trả nhiều hơn nữ cầu thủ. Thì đó là cái điều mà chúng ta nên xoáy vào cái vấn đề này trước cái đã. Và nếu quý vị có những cái ý kiến khác thì xin quý vị nêu ra và chúng ta đều có thể góp ý trong cái câu chuyện về nam nữ bình quyền này. Đối với lại thể thao, tôi cho rằng trên thực tế là đúng, phụ nữ cũng phải được trả ngang lương. Phải trả ngang lương. Cái vấn đề còn lại ở đây đó, nó là cái luật. Tại vì cái đội nữ đó, nó có sau cái đội nam. Và cũng lúc đó mà đội ra đó, nó cũng được coi như là một cái đội không phải là đội chính, không phải là đội dự bị, nhưng mà là secondary của nữ giới. Tại vì cái thị hiếu, cái người thích ham mê thể thao, người ta chưa biết là con gái đá banh có hay không. Và có nhiều người xem, có nhiều công ty đổ tiền vào quảng cáo hay không. Lúc đầu họ có số vốn đó, ok, tôi chia cho bao nhiêu đội đó. Cái lương là như vậy. Tôi nghĩ là như vậy trước. Và từ đó nó trở thành ra là cái nếp, thành từ ra. Bây giờ đã tới lúc chúng ta cần phải... Họ vẫn coi cái túc cầu là một cái môn thể thao dành cho nam giới nhiều hơn. Đúng. Nên số điện thoại để đúng rồi, để quý vị gọi vào góp ý trong câu chuyện cuối năm. Cũng hên quá, không nói chuyện ngày tư ngày Tết. Chứ nếu mà có bà chủ đây nữa, tôi sẽ ta thán. Chắc bà trốn tôi, bà không chịu trả lương cuối năm, nhà nghèo mà cần tiền đi chợ Tết mà không thấy mặt bà ấy. Cuối thôi. Năm là đáng lẽ phải có bonus à, thì trốn bởi rồi. Bà trốn rồi. Bà chủ, hát xì nha. 713 931-1560. Xin 713. Mời quý khán giả. Dạ vâng, 931-1560 là cái số điện thoại để quý vị gọi vào cùng góp ý trong bàn cà phê sáng ngày hôm nay với lại chị Loan và Vũ Kiểm. Nói về cái vấn đề mà nam nữ bình đẳng, quyền của phụ nữ, và cái vấn đề này nó có sự thật là nhất bên trọng, nhất bên khinh, và nó có công bằng đối với lại phụ nữ hay không. Chị nghĩ sao? Trong khi mình chờ đợi thì xin nghe ý kiến chị trước. Đối với Lăng thì Lăng cảm thấy là có một cái điều gì đó rất là
xúc động và rất là cảm thấy áy náy, bất nhẫn đối với cái đội bóng đá nữ Việt Nam. Bởi vì Long thấy họ đạt được cái thành tích 6 lần vô địch SEA Games, và với những cái sự nỗ lực của họ, nếu mà anh Vũ Kiểm có theo dõi vài trận thì anh sẽ thấy rằng họ đã thi đấu rất là kiên cường. Yeah. Và họ đã chiến đấu với một cái tinh thần gọi là không có tiếc cái về, phải nói là máu và nước mắt. Long Dinh chỉ dùng chữ máu để quý vị thấy hơi ghê, nhưng mà thực sự là gì? Tức là thương tích đó. Yeah. Thương tích đầy mình, nhưng mà họ vẫn rất là thi đấu. Đã rất là hiểu. Yeah. Nhưng mà phải mở thêm một cái yếu tố phụ nữa. Đội tuyển nữ của Việt Nam là dưới thời của Cộng sản. Dạ đúng rồi. Nó khác với lại những cái trước chế đây, độ khác. Dạ. Cho nên cũng Long đang, cần phải Long lưu ý muốn, về cái lĩnh vực đang đó. Muốn nói cái thời kỳ hiện nay dạ, đó. Vâng. Dạ. Chúng tôi xin mời một khán thính giả vừa mới gọi vào mở hàng cho Cử Cà Phê Alo. Sáng ngày hôm nay. Chúng dạ. tôi mời. Alo. Dạ. Chúng tôi nghe Alo. Ông rồi. Chào anh Vũ Kiếm. Chào cô Bích Loan. Dạ. Xin chào. Riêng tôi thì tôi thấy cái vấn đề mà phụ nữ đòi bình đẳng với lại nam giới, đặc biệt nhất là ở cái xã hội này, thì có lẽ bây giờ chúng tôi là những người nam giới phải tranh thủ ngược lại để đòi được bình đẳng. Đó. Sao vậy anh? Anh đang bị đì dữ quá hay sao vậy anh? Là vì thứ nhất thì dù nó như trong lại giờ là cô Loan và anh Vũ Kiệt là đang thảo luận về vấn đề thể thao trả tù lao cho đội nữ của đội nam một cách bất công. Tôi nhớ là cách đây cũng lâu lắm rồi, hình như là bên nữ giới khi mà tấn thịt chơi tennis đó thì cũng coi được trả thù lao ngang hàng với lại các giới nam. Nhưng mà bên nam thì khi mà chơi tennis thì phải chơi 5 set. Đó, mà 5 set là có thể kéo dài đến 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng đồng hồ mới xong. Yeah. Đó, trong khi đó thì bên phụ nữ thì chơi 3 set thôi. Yeah. Thậm chí mà phụ nữ thì đòi là cái chi phải được trả cái tiền thường tương đương với lại nam giới thì chúng tôi thấy cái đó đi không được công bằng lắm. Đó chưa kể về cái vấn đề ngoài xã hội, phụ nữ bây giờ đã có câu châm ngôn trong không biết là trong ngôn ngữ hay là trong văn học sử hay là trong gì mà lady first. Yeah. Đàn bà là số 1. Yeah. Đàn bà là ưu tiên số 1. Yeah. Đó. Thì còn đòi gì nữa mà các cô các bà mà bây giờ còn tranh đấu. Bây giờ chúng tôi phải tranh đấu ngược lại là vì chúng tôi bị đi. Bởi vậy ngay từ đầu nghe anh nói là Long nói bộ anh bị đi dữ lắm hay sao? Nghe giọng bình đẳng. Bình đẳng đi anh chơi là nói đó. Đi đâu thì đi, chúng tôi đi cũng sao cả. Nhưng mà chỉ sợ một người là sợ vợ. Tôi cũng phải là cái thuộc loại phạm cơ. Cơ đang nhảy mũi rồi đây. Chắc là fan của anh Cơ cũng là Huệ Minh. Còn gì nữa không anh? Dạ vâng. Cảm ơn anh đã góp ý trong cái đề tài ngày hôm nay. Xin kính chào anh. Cái điểm mà anh vừa mới gọi lại, chúng tôi xin lỗi quên không hỏi quý danh. Nó có hai cái điều cũng cần phải nói thêm. Thứ nhất về cái thể thao, tennis á. Cái lý do mà tại sao phụ nữ đánh chỉ có 3 set và nam đánh 5 set. Từ lâu rồi người ta vẫn cho rằng phụ nữ là phái yếu. Cái thể lực là cái điều chính. Và cũng có thể vì như vậy. Cái công của anh bỏ ra, cái thời giờ anh bỏ ra anh thi đấu. Xứng đáng bao nhiêu đó tiền thôi. Đàn ông chơi nhiều hơn, mệt hơn, công sức hơn. Thì đó là một. Cái lady first, đàn bà là trên hết, phụ nữ là trên hết. Tôi nghĩ cái đó là một cái phép xã giao thôi. Cái lịch sử. Cái lịch sử.
Cho nên quý bà quý cô đừng có tưởng bỡ. Dạ. Đừng thấy vậy mà ham. Đừng thấy vậy mà ham bé cái lầm á. Bởi vì ngay từ đầu Lân nói là bên ngoài thì mọi người rất là hô hào về vấn đề bình đẳng. Dạ. Cái vấn đề hồi nãy cái anh vừa rồi đề cập thì nó hơi vô cái chi tiết về vấn đề mà cái thể lực giống như Bù Kiệm. Nhưng cái Lân muốn đề cập ở đây cũng là công sức như nhau, cũng là một cái sự gọi là thi đấu như nhau. Nhưng mà đối với cái túc cầu của đối với người nữ, khi mà người ta đạt được những cái thành tích như vậy á, thì người ta không có được chào đón cái chiến thắng như là những cái đội nam giành được. Cái vấn đề Long muốn đây thì Long nghĩ là ở đây còn là cái vấn đề là những cái người mà đứng đầu nữa. Tại vì khi mà những người đứng đầu nếu có cái sự quan tâm đến cái đối với những cái người mà nữ thi đấu cho cái môn túc cầu á, thì là cái sự chào đón nó cũng sẽ theo đó mà nó được nhân lên. Còn nếu mà những cái bộ phận mà lãnh đạo hay là phía trên mà không có quan tâm hoặc là không có chào đón giống như cái đội nam thì người ta sẽ không có được như cái vậy. Cái xã hội, cái chế độ nó đã là như vậy rồi. Là cái đó nó có cái yếu tố về cái chế độ và cái vấn đề chính trị trong đó. Chúng tôi xin mời một khán thính giả kế tiếp. Dạ. Xin... Dạ. Cái tôi hả? Dạ, dạ phải. Chào ba người đẹp. Này còn có hai người cô ơi. Tôi đó. Có người đẹp dạ, cường làm kỹ thuật nữa. Dạ rồi cô nói đi. Dạ, theo tôi á, tôi nghĩ thế này nè. Đàn bà rất là giỏi. Đàn bà giỏi đủ mọi thứ. Đàn bà cũng cực khổ, cũng chịu đựng đủ hết. Rất là giỏi. Người đàn bà chịu đựng đủ thứ hết á. Sinh con nè, nuôi con nè. Rồi vậy. Ít có người đàn ông nào mà nuôi con được giống như người đàn bà. Nhưng mà người đàn bà có một cái là thể tính ích kỷ. Cho nên là tôi nghĩ rằng nói về banh á, đá banh á, thì cái đó sở thích của đàn ông, không phải là của đàn bà. Nhưng mà bây giờ thời kỳ này á, đàn bà cái gì cũng nhúng tay vô được thôi. Nhưng mà Chúa đã sanh ra người đàn bà không có nắm quyền người đàn ông được. Thượng Đế đã kêu người đàn bà như vậy rồi. Thượng Đế Chúa đã biết rằng người đàn bà đó khôn ngoan một cái cách không có tốt. Cho nên Chúa đã cho cái ăn, đừng ăn cái trái cấm. Chúa biết hết từ lúc mà mình mới sai chưa sanh ra. Cho nên là tôi cũng nói sơ, tôi không biết chánh trị nha, tôi nói thơ còn nhiều người nhìn mấy bà chánh trị đó như bà Lucy đó. Ôi cha ơi, nhìn bà mà lúc đã giận lên tôi kinh khủng lắm. Tôi nghĩ đó là con người, không phải là con người. Là người bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi. Rồi bà Hillary Clinton cũng vậy, rồi bà Sanders cũng vậy. Đó, mình nhìn những người đàn bà đó mình xem. Hết thế còn người. Bà Trump thì sao bác? Họ làm chính trị, họ có giận cho mấy đi nữa, họ cũng không có mặt mũi rồi dữ như vậy. Họ không có như vậy đâu. Chứ người đàn bà mình xấu lắm. Tôi đàn bà nhưng mà tôi nói thật đó. Tôi nói mấy cô trên đừng có cười, mấy người nghe đừng có nói tôi vậy nha. Tôi cũng là đàn bà. Nhưng mà tôi thấy trong đàn bà dữ mà đàn bà không có lịch sự. Những người đó họ có ăn có học mà. Họ đâu có phải là những chủ lý đâu. Nhưng mà nhìn họ có tư cách không? No. Họ làm cho mình không có học được gì hết. Rồi mình nhìn lại những người đàn ông có cũng bao nhiêu người đàn ông họ làm chính trị. Họ đâu có giữ như vậy. Bởi vì cho nên người đàn bà mình đừng có đòi hỏi nhiều tôi á. Mà lấy chồng á, người đàn ông phải riêng cơ tôi, dưới cơ tôi được thà để tôi ở giá. Tôi không có lấy. Tôi ở vậy chứ tôi không lấy. Phải làm sao mà cho tôi phục. Tiền bạc đó là một đẻ. Nhưng mà cái con người làm cho tôi phục. Tôi rất phục cậu Dự Kiệm. Thật sự ra tôi nói thật. Cậu Dự Kiệm tôi biết từ xưa tới giờ một người đàn ông rất là đứng đắn. Không ăn có nói bác. Từ tốn mà ăn nói rất là lịch sự. Thôi bác nhường điện thoại cho người khác đi bác. Bác nói lạc đề rồi. Cháu cũng đang đòi tranh đấu để đòi bình đẳng lắm á. Thật cậu rất là nhiều. Người đàn ông đó dầu không đẹp trai, hồi xưa cậu cũng đẹp trai lắm á, đừng tưởng ha. Cái bài người là ăn nói đâu ra đó nề nếp đàng hoàng, còn đàn bà mình á làm gì thì làm vậy không mà mấy bà chê cháu không mà bác ơi, không có đâu, thấy vậy mà không phải vậy đâu. Đàn bà là dịu ngọt hôm nay, đàn bà là chua cay ngày mai đó bác ơi. Ôi đàn bà là những niềm đau
bác thấy không, cháu tranh đấu dữ lắm á, cảm ơn bác. Rồi bữa nay anh Vũ Kiểm có người mét do đây rồi. Alo. Dạ xin chào. Chúng tôi nghe rồi. Alo. Chúng tôi nghe rồi, mời ông. Phải tôi không à? Dạ đúng rồi. Rồi tôi tên ca, rồi tên gọi là đại ca. Dạ. Nhưng mà ca nhỏ lắm. Đây rồi. Vấn đề thể thao á, theo tôi nghĩ, theo tôi nghĩ là cái sức lực á của nữ nó yếu hơn nam. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là vấn đề mà business, vấn đề mà cái quần chúng á, người ta khoái cái sức mạnh hơn. Ừ. Thì bây giờ tại sao mình không tạo một cái sân chơi cho nữ, có nghĩa là bên tennis đôi nam nữ, tại sao bên bóng đá không có trà trộn nam với nữ trong một hội bóng. Rồi cái thứ hai là tại sao cái đội nữ vô địch Việt Nam không tạo những cái trận mà gọi là đá giao hữu với những cái đội các bóng đá ở các tỉnh hoặc các cỡ ở Việt Nam để tạo cái hào hứng. Đó thì theo tôi nghĩ như vậy, có nghĩa là thí như những đội như Hoàng La Gia Anh, những đội như công thành phố Hồ Chí Minh hay đội Hà Nội kia, tại sao mình gom cái đội vô địch nữ mình giao hữu với những đội đó thì người ta sẽ thấy thấy những cái mà cái vấn đề thể thao nữ với nam nó có bình quyền hay không, đúng không? Theo ý tôi là nghĩ như vậy, tại vì theo bên tennis thì có này nam nữ này, nhưng bên bóng truyền, bên bóng rổ, bên bóng đá cái gợi ý của anh cũng là một cái gợi ý không phải là mới, cũng đã có nhiều người đưa ra rồi, nhưng mà chúng ta nên hiểu như thế này, cái mix double trong cái bộ môn tennis á, cái tennis nó là cái tài nghệ cá nhân, chỉ có hai người thôi, chỉ có hai người cùng một sân thôi. Còn cái sự đồng đội của những cái gì nó đòi hỏi hơn hai cầu thủ trong một sân. Ví dụ như volley, 5 người. Thì vì mix 3 nam 2 nữ cũng được, hoặc 2 nam 3 nữ cũng được. Một đội tuyển 12 người. Cái đó là cái tài nghệ cá nhân. Thì công tâm mà nói cái này là bên phía nam á, luôn luôn nếu mà nói đá banh đó, lẹ hơn, chạy lẹ hơn, nhanh nhẹn hơn phụ nữ. Yeah. Cho nên nếu mà anh coi và quý vị coi những cái cú sút làm bàn cho dù rất đẹp của những cái đôi chân vàng của nữ túc cầu á, sút hết thần công lực, coi cũng không đã bằng nam cầu thủ. Họ sút cái trái banh nó đi kinh khủng lắm. Cho nên không, cái đó không có match, không có mix với nhau, không có trà trộn với nhau được, thưa anh. Dạ, chúng tôi xin phép được gợi ý như vậy. Dạ. Đó, ý tôi như vậy. Có nghĩa là bóng đá thì không thể được. Bởi vì sao? Là nữ mà đối kháng trực tiếp với nam, hai bên giành nhau, nhưng mà bóng truyền chưa kể là chen lấn rồi đè bẹp lên nhau nữa, cái chuyện đó rất là rất là phức tạp. Dạ vâng. Đá không thể được. Dạ. Đúng rồi. Riêng bóng đá không thể được. Dạ. Đúng rồi. Bóng đá không thể được. Dạ. Sứ công viên có được không anh? Một nam một nữ có được không? Hả? Phải không? Mix double sứ công viên có đấu với nhau được không anh? Theo ý tôi nói là những môn thể thao không thể nữ trực tiếp đối chọi với nam. Ok. Đó. Giống như tennis thì tại sao không đưa trà trộn vô để mà mình thử đó. Thì lúc đó mình mới biết là tennis có rồi, có mix double rồi anh. Có không? Có. Đánh cặp tức là hai nam men double rồi mix double tức là có. Không, cái tennis sang đưa nói bây giờ bóng truyền hai sân khác nhau, đâu đối ứng với nhau đâu. Rồi cái gì đó bơi lội, thiếu bơi đồng đội, rồi xe đạp đấy. Ok. Không, ý tôi gợi ý là như vậy. Yeah. Là nữ bình đẳng với nam trên vấn đề thể thao là không được. Yeah. Ừ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa cũng do cái thị hiếu của tất cả quần chúng thành ra vấn đề quảng bá đó, nữ phải chịu lép hơn cái đó. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ cá nhân tôi nghĩ cái ý tưởng ban đầu đó, những cái đội nữ được lập ra là cho những khán giả nữ
họ ái mộ, họ coi. Sau này các cô, các đội chơi hay quá, bên các cánh đàn ông cũng thấy thích quá cho nên coi luôn. Đặc biệt là cái bộ môn túc cầu, đội tuyển nữ của túc cầu Mỹ. Họ bắt đầu suy nghĩ lại khi mà họ thấy là phụ nữ cũng có những cái pha đưa bóng ngoạn mục thì họ bắt đầu Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh. Chúng tôi xin mời khán giả kế tiếp. Xin chào. Good morning, sunshine. Có lẽ là trở ngại kỹ thuật, xin vui lòng và xin nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa. Nếu quý vị gọi vô thì nên tắt TV khi quý vị đã được connect với điện thoại. Còn nếu không nó bị nhiễu âm, rất khó để mà nói chuyện. Chúng tôi xin mời vị khán thính giả kế tiếp. Nghe rồi, xin mời ông tiếp tục. Alo. Dạ, xin chào. Em xin chào Tại chào Thủ Tiểu và Cô Loan. Tôi thấy cái đề tài đưa ra thảo luận rất hào hứng. Thì anh góp ý cho nó hào hứng thêm đi. Cà phê sắp nguội rồi, rồi sắp sửa qua cái ly thứ ba, tức là cái hiệp ba đó. Về chính trị thì vừa rồi đó, ngày 11 tháng Giêng vừa qua đó, thì bà Thái, cô Thái Anh Văn là đúng hơn. Bà chưa có gia đình. Tái đất như ở Đài Loan một cách rất vẻ vang. Đó. Và hình như là nữ tổng thống phải Thái Anh Văn là chưa lập gia đình. Thành thì tạm gọi là cô. Và ngoài ra là cũng có những cái người làm chính trị về nữ giới mà được rất được tín nhiệm, như bà Angela, họ gọi là Marco hay là Meko gì đó. Angela Marco, nữ thủ tướng Đức. Dạ vâng, nữ thủ tướng thì nhiều lắm. Đầu tiên là bên hai cái nước ở bên Nam Á, tức là Pakistan với lại Bangladesh. Bangladesh thì đúng hơn. Dạ. Đó. Rồi xa hơn nữa, trước nữa thì có bà người ta gọi là người đàn bà thép đó, Iron Lady. Dạ, bà Margaret Thatcher. Dạ vâng, bà nữ thủ tướng của nước Anh. Dạ. Thành thứ ba đó là một cuộc là một thuộc loại bà nữ tướng. Gọi là đàn bà dễ đó có mấy tay chứ. Đó là bà đó. Dạ vâng. Đó, đúng rồi. Dạ. Việt Nam mình cũng có tính cách tính nghĩ kiểu Âu cơ. Dạ. Đó. Thì mình cũng đáng phục các bà chứ đâu phải là tiếc hay là chú? Chú nhắc tới Trưng Trắc Trưng Nhị, hậu duệ giờ ở Bel Air cho tới Bonsa, cho tới Eden Center, đủ các nơi hết ở San Jose. Chẳng thấy con cháu của mấy bà vất cờ khởi nghĩa gì hết cả. Mang tiếng quá hả chú? Đâu, trong tương lai, Kim Loan của mình sẽ là một Thái Anh Văn của Việt Nam. Ai? Chị Loan đó hả? Không phải là Thái Anh Văn của Đài Loan nữa. Mà là Kim Loan sẽ là một Thái Anh Văn của Việt Nam. Đó, khôi phục là Giang Sơn, đuổi tàu về nước. chú nói là chị Bích Loan đang làm chương trình là Kim Loan hả? Hay là sao? Chú đang muốn nói ai chú? Là Bích Loan hay Kim Loan gì đó. Ok. Tại vì chị muốn nghe cho đúng tên chị để cho chị sướng mà. Không có dân sướng, không có đủ. Không có cảm ơn chú. Rồi, xin cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Có câu chuyện cười, chúng tôi xin mời khán thính giả kế tiếp ạ. Chúng tôi nghe rồi. Dạ, xin chào. Chào anh Vũ Kiểm, chào chị Bích Loan. Dạ. Dạ, tôi tên, chắc anh biết rồi. Tôi tên là Hải Lưu, ở Minnesota. Dạ. Cái câu chuyện của chị Bích Loan đưa ra thì tôi đồng ý với chị là trên vấn đề mà thể thao thì đồng ý là nữ, người nữ thì bao giờ cũng cái thể lực không bằng người nam, nhưng mà cái tinh thần vẫn cao. Thì cái những người mà trả tiền cho các cầu thủ đá banh chẳng hạn hay là các môn chơi khác thì cũng phải nên là cân nhắc và cho cái sự công bằng. Còn có một cái môn thể thao nữa mà tôi nghĩ là người nam không thể nào mà chơi được. Đó là cái môn thể thao cầm cái xào đó, chạy
nhanh tới và chống cái xào mà qua cái xà ngang á, nó gặp mấy thanh niên là chắc có lẽ là rớt xào không. Còn thấy mấy vận động viên nam chơi cái đó tốt lắm à chú? Không, tôi thấy là toàn thấy nữ là qua chứ còn nam là thấy rớt xào không à. Nó là có chơi nhưng mà thường theo như ý của anh Hải Lưu đó là nữ giới có cái khiếu nhảy xào hơn, tức là họ nhảy qua, còn nam là rớt xoành xoạch hoặc là bị ngáng cái xào. Chúng ta chờ xem Thế vận hội Tokyo vào mùa hè này đó, thì để coi là cái số lượng mà nữ lực sĩ chiếm được nhiều giải hay không. Nói chung ở trên toàn thế giới với lại phái nam so với phái nam. Đồng ý với anh Hải ha? Dạ, cảm ơn chú Hải. Dạ vâng, cảm ơn chú anh. Xin mời khán thính giả kế tiếp. Chúng tôi nghe rồi, số điện thoại này là của Houston, mở đầu là 281. Xin mời. Rồi, chắc lại mắc cỡ thẹn thùng rồi, lát gọi lại nha. Bây giờ nghe chưa? Hello. Dạ. Dạ, mời ông lên tiếng. Hello. Dạ, đàn ông mà sao e lệ quá vậy chú Hoàng, từ ngàn xưa tới ngàn nay mà sao chú còn e lệ quá vậy? Nguyễn Mạnh Hoàng. À, thì đó. Tôi xin tham gia vào cái này. Nó quá ư là dễ. Người đàn bà đó là ngang hàng với người đàn ông là trí tuệ mà thôi. Chứ nó thể chất là làm sao mà bằng được. Hai người đàn bà đánh lộn không lợi một người đàn ông. Chưa chắc ông kỹ thuật, ông trưởng nhóm ban kỹ thuật của chúng tôi nói chưa chắc kìa chú. Chú có cái cách gì mà chú chứng minh để cho ông coi như là phục đúng không? Hoàn toàn là có cái tính cách thuyết phục. Tại sao hai người đàn bà mà không đánh lại được một người đàn ông? Chú chứng minh đi chú. Tại vì sức mạnh của người đàn ông nó có thừa, còn người đàn bà đó thì nó tạo quá. Thượng đế đã sinh ra một con người đàn bà là yếu đuối chứ không thể mà so với đàn ông được. Đàn bà là ngang hàng với đàn ông là trí tuệ chứ không thể ngang hàng về thể. Bây giờ thí dụ một người cái trọng lượng, cái dáng người bề ngoài nhỏ thó như Vũ Kiểm, ba người đi trộn lại đánh nổi một cái người Mỹ bự con hoặc người Mỹ trắng bự con hoặc là một người Mỹ da màu bự con không? No way Jose, chú thấy không? Ba ông địch không lại một bà mà chỉ nói sao kỳ vậy chú? Sao tôi cười? Nói rằng đây là vấn đề rất là thực tế. Dạ vâng. Từ ngàn xưa tới cho tới ngàn nay. Cái người đàn ông là bao giờ. Rồi chú Nguyễn Bảo Hoàng, cảm ơn chú. Đùa nghịch với chú, chúc cho vui thôi. Chú nói đúng, cái trí tuệ thì không có thể nói là nữ hoặc là nam hơn nhau được. Cái chờ cho đó, nhưng mà cái thể lực thì đúng. Thể lực luôn luôn là phụ nữ là họ yếu hơn. Cảm ơn chú Nguyễn Bảo Hoàng. Và chúng tôi xin mời khán thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, chào anh. Xin chào Cà Phê Sáng, chào anh Vũ Kiểm, chào cô gì Loan hả? Cô Bích Loan, hả? Bích Loan. Bích Loan. Dạ, yeah, yeah. Xin chào. Hôm nay cái đề tài là nói về cao thấp của giữa phía mày râu với là phía mềm yếu phải không? Dạ. Yeah. Tôi là Thắm, gọi từ tiểu bang Nebraska, thành phố Lincoln. Dạ. Yeah. Trong cái này thì cái cao thấp này và cái sức mạnh thì theo tôi nghĩ nó có hai cái khía cạnh. Ví dụ như hai người đàn bà mà đánh không lại người đàn ông, nhưng mà có khi năm người đàn ông đánh không lại người đàn bà. Cho nên đó là về cái khía cạnh người đàn bà họ có võ thuật. Thì làm sao năm người đàn ông đánh lại được? Tôi chứng minh rồi. Không, xoay quanh cái mệnh đề đưa ra là cái nam nữ bình quyền đó chứ. Cái đó chỉ là một trong những cái thí dụ điển hình thôi. Chú, anh Thắm có nghĩ là ở cái thời đại này, thế kỷ 21, 20 năm rồi, bắt đầu bước vào năm 2020. Thực tế, nữ giới có bình đẳng được như đàn ông hay không? Trong nhiều lĩnh vực, anh có nghĩ, cái suy nghĩ của anh như thế nào?
cái suy nghĩ của tôi giữa bình bình đẳng, giữa nam nữ bình quyền, trong này tôi có đưa ra hai cái phía. Một phía là nó còn đi theo cái nền phong kiến một số, một phía thì phương Tây. Không. Là bây giờ mình đang nói về phương Tây nè. Mình đang nói về cái thời đại mới, thời đại của thế kỷ 21, những cái nước dân chủ nè. Chỉ có nước dân chủ và tự do họ mới đưa ra cái vấn đề là nam nữ bình quyền thôi chứ. Phong kiến làm sao có chuyện đó, chồng chứa vợ tôi mà. Cho nên quay ngược lại với cái giai đoạn đen tối của lịch sử đó đó, tôi cũng muốn lắm, tôi ước lắm. Tôi muốn là mỗi người đàn ông ở trong gia đình là hét ra lửa, đúng không? Nhưng mà ngày ấy xa rồi. Bây giờ nè, ở xã hội này nè, đó. Anh Thắm có nghĩ là thực tế là phụ nữ có quyền hay không? Dạ. Xoáy về cái mệnh đề đó. Dạ. Theo như cái văn minh hiện tại của cái thế kỷ 21 này đó, thì theo tôi thấy có một số cái luật lệ của cái văn hóa của cái đất nước văn minh đó, dân chủ nhân quyền đó, thì họ có một cái luật lệ về bề mặt xã hội như vậy. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nó còn ẩn nấp ở phía trong một cái gì đó, nó không được bình đẳng đâu đó anh. Dạ vâng, dạ. Rồi, tức anh là ý kiến của anh Thắm đó. Dạ. Là chưa có bình đẳng, dạ. Thực sự. Thực sự. Cảm ơn anh Thắm và chúc anh một ngày vui. Chúng tôi mời khán thính giả kế tiếp. Chúng tôi xin mời. Nghe chưa? Dạ, xin mời. Dạ. Nó lớn lên chút nghe chị. Nghe rồi, lên dạ, tiếng dạ. Đi chị ơi. Hello, cho dạ. Tôi hỏi nè. Nói đàn bà với đàn ông, đàn bà sao mà bị làm giống đàn ông được? Thì đàn bà phải sanh đẻ mấy đứa con ra, trời ơi anh biết mang cái bụng bao nhiêu. Rồi xong đàn bà làm sao mà nói với đàn ông, mà tôi thấy bên Việt Nam tôi mới về tôi chơi nè. Đàn ông cứ đánh đàn bà hoài vậy, tôi thấy tôi muốn lại tôi đánh nữa đó. Yeah. Tôi thấy đàn ông dữ quá đi. Yeah. Dạ vâng, thì hiểu cái đó là cái thiên chức của người phụ nữ, của một người làm mẹ phải mang nặng đẻ đau. Cái điều đó là cái điều ai cũng cảm nhận được hết. Cảm ơn bác rất nhiều. Ở lát nữa mong bác tiếp tục gọi lại. Bây giờ thì đến lúc chúng tôi cũng lại ngừng để mà chạy quảng cáo và đổi ly tách cà phê mới. Nó cũng nguội rồi. Cứ sau 25 phút là cà phê. Phải có cà phê mới. Phải không chị Loan? Dạ. Yeah. Xin cảm ơn quý vị và mong quý vị vẫn tiếp tục. Dạ, xin mời anh. Xin chào. Anh Kiệm và cô Bích Loan, tôi là Thắm đó, hôm nay tôi mới nói được hơn chút thì vào cái chương trình quảng cáo rồi. Dạ vâng, dạ mời anh. Dạ. Cô Bích Loan, tôi nghĩ là mặc dù chúng ta đi vào cái thế kỷ mới rồi, không một, nhưng mà theo tôi nghĩ là về cái vấn đề bình đẳng giữa nam nữ, thì theo tôi nghĩ là nó chỉ có... về một cái mặt nào đó trên cái vấn đề pháp luật của cái nước đó, như là chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ thôi. Chứ còn nó bên về một cái khía cạnh nào đó thì tôi nghĩ là nó chưa hoàn toàn bình đẳng với nhau đâu. Ví dụ như bây giờ người ta ra ứng cử tổng thống thì cái người phụ nữ có thể ra ứng cử tổng thống, ông đều như giống nhau, đó là về cái hình thức, về cái bề mặt của vấn đề chính trị xã hội thôi. Chứ còn tôi nghĩ là còn ẩn ý về khía cạnh gia đình, về khía cạnh thái độ hay là mọi mặt đối xử giữa nam nữ thì tôi nghĩ rằng là chưa hoàn toàn là bình đẳng. Theo tôi nghĩ như vậy, đen kiểu mà cô biết Loan ạ. Dạ, cảm ơn góp ý và ý kiến chia sẻ của anh Thắm. Hỏi anh luôn một câu rất dễ. Anh Thắng. Yeah. À, anh Thắm. Thắng à? Thắng hay Thắm? Dạ, anh Thắng phải không anh Thắng? Thắm thiết, anh yêu em Thắm. À, Thắm, anh Thắm. Dạ, sorry. Phụ nữ ơi là phụ nữ. Câu này phụ nữ thua nha. Dạ, phụ nữ, sorry. Anh Thắm, bây giờ hỏi thẳng anh câu nè. Dư cái tâm lý của cử tri Mỹ bây giờ có sẵn sàng chấp nhận cho một người phụ nữ làm tổng thống hay chưa? Đó, cùng trong cái đề tài mình sẽ coi như là mở rộng ra đó. Anh nghĩ như thế nào? Theo tôi nghĩ là chưa hoàn toàn đâu. Ok. Tôi nghĩ là khoảng chừng 40-45% chưa có đạt cái mức 50-50 đâu. Dạ. Tôi nghĩ là như vậy. Dạ vâng. Thế này tại sao nói như vậy? Theo như cá nhân tôi suy nghĩ đó,
người phụ nữ một phần nào đó họ có bận biểu về vấn đề gia đình con cái nhiều hơn là cái người nam giới. Tại vì chúng ta sinh ra nam giới, phụ nữ thì người đàn ông lúc nào họ cũng có một cái tầm thoát ra thật là xa. Nhưng người phụ nữ đó, khi sinh ra đó thì ông trời thượng đế đã cho họ một cái tánh tình là như vậy rồi. Thành ra nó sự gần gũi gia đình và hạn chế mặt nào đó đối với xã hội thì theo tôi nghĩ rằng là khoảng 40-45% tôi đánh giá là mong muốn phụ nữ được thêm quyền hơn nữa và coi như là mở rộng thêm chân trời cho phụ nữ. Chứ tôi nói thiệt với anh Thắm và quý vị, tôi vẫn thích phụ nữ chỉ ở trong quanh quẩn ở trong góc bếp, cái nơi mà xứng đáng nhất của phụ nữ. Vậy những cái người giống như anh Vũ Kiểm như phụ nữ làm sao vươn lên được, khổ thì ghê. Bởi vậy thì cứ vùng lên đi, làm cách mạng mà đi, vùng lên nổi đây. Bà anh Thắm có gì đâu anh Thắm. Thì tôi cũng mong rằng là đến một khi nào đó thì chúng ta phải chấp nhận cái 50-50, tự nhiên là cái sự bình đẳng giữa nam và nữ về mọi mặt. Tôi mong muốn là như vậy. Bây giờ có rất nhiều cái phong trào và cái xu hướng họ cũng đòi bình quyền đó, bình đẳng, coi như là cái nữ quyền rất là lớn ở trên toàn thế giới chứ không phải là không, một cách nghiêm chỉnh là như vậy, và ai cũng mong được cái điều đó hết cả. Tại vì tất cả đều là con người dưới một cái ánh mặt trời cùng nhau sống ở trên cái bầu trời này. Vâng, nếu mà bình đẳng có từ thuở nào đó cho đến thời nay thế kỷ 21 thì người ta không có vấn đề tranh đấu cho phụ nữ, không có đòi hỏi quyền lợi phụ nữ. Đúng rồi, đúng. Dạ, anh đúng, nói cái đó đúng. Dạ. Đã. Nó từ cái roots of unrest, cái gốc rễ cội nguồn. Bởi vì trước đây là họ bị phân biệt đối xử quá nhiều, nên người ta phải hô hào cái đó để cho giúp cái việc mà phân biệt đối xử trước đây nó giảm nhẹ đi. Nhưng bây giờ chị có thấy là chị lucky và chị có thấy hạnh phúc thoải mái không? Tới đời chị đâu có cái chuyện mà bị chèn ép phụ nữ, đúng không? Chị ngang hàng bình đẳng với ông ở nhà phải không? Dạ, cũng hay là sao? Dạ, cũng phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Tức là chị tự nguyện, trên nguyên tắc là chị được bình đẳng, nhưng mà vì chị thương yêu chồng, gia đình, vợ con, chồng con, cho nên chị tự mình là chị thua ông một chút hả? Dạ hay không, Long không nghĩ giữa cái quan hệ vợ chồng với nhau là cái sự gọi là người này trên, người kia dưới, mà Long chỉ nghĩ đây là một cái sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người trong cái cuộc sống. Khi mà có lập gia đình nếu với nhau, có con. Nếu nói trong cái ý nghĩ tôn trọng ở đây, mấy bà mấy cô đòi bình quyền chi tôn trọng thì cứ tôn trọng đàn ông cho tới đi cho xong không chuyện. Không phải đòi bình quyền, nhưng mà vấn đề cái chủ đề ngày hôm nay Long đưa ra là đối với cái, mặc dù người ta hô hào rằng là phải có cái sự bình quyền, bình đẳng giữa nam nữ, nhưng đối với những cái định kiến, thành kiến đối với phụ nữ trên những cái lĩnh vực, ví dụ mà trước đây đàn ông là thế mạnh á, thì đối với người phụ nữ nếu có cố gắng thì người ta vẫn không có được đánh giá như là những người đàn ông. Đối với những lĩnh vực mà đàn ông là thế mạnh, giống như là môn túc cầu, hoặc là giống như trong lĩnh vực chính trị, hoặc là trong những cái ngành nghề mà người đàn ông là thế mạnh, thì nếu người phụ nữ có rất là giỏi giang về lĩnh vực đó thì họ vẫn không được appreciate, vẫn được đánh giá như là một người đàn ông. Ví dụ như lĩnh vực những cái kỹ sư về điện hay kỹ sư về các thứ thì người ta vẫn coi là đó là cái thế mạnh của người đàn ông. Ý Long muốn nói vậy. Còn thì trong cái quan hệ vợ chồng á, trong cái quan hệ vợ chồng thì nó lại là một cái hướng khác. Nó không phải là cái vấn đề bình quyền, bình đẳng nam nữ nữa, mà trong cái quan hệ vợ chồng là khi người ta quyết định cùng chung sống với nhau là người ta phải trên cái suy nghĩ rằng là tôn trọng lẫn nhau. Chứ người đàn ông đừng có cái suy nghĩ là coi người đàn ông bà là ô xin trong nhà, hoặc là người đàn bà cũng đừng có nghĩ rằng mình có một cái thế mạnh nào đó hơn chồng. Ví dụ như kiếm tiền nhiều hơn chồng mà là có cái sự không tôn trọng với chồng thì Long nghĩ cái đó nó không bền. Đúng, chính xác là như vậy. Nhưng mà sở dĩ đó là tại sao có cái sự mà đòi bình quyền là từ xa xưa đó, ngàn xưa. Bị đi dữ quá, phụ nữ bị đi quá. Và người ta coi như là phụ nữ là chỉ là ở làm những cái công việc ở trong gia đình thôi. Cho bây giờ mới có cái chuyện mà qua bên này thế giới văn minh đi học kỹ sư. Chứ xưa cái nghề đó thì thực tình phụ nữ ít nhiều. Thì tùy theo lĩnh vực. Bởi vậy, chị nhớ Kiều không? Cụ Tiên Điền Nguyễn Du nói đau đớn thay phận đàn bà. Khổ quá, tôi cũng muốn như vậy nhưng mà tôi cũng ước ao là anh Vũ Kiểm là cứ mơ quay về ngày xưa. Đúng rồi,
đàn bà chỉ có ở trong góc bếp thôi, ngoan như cái kiến. Anh muốn kiếm là cái thích là chồng chúa vợ đàn tôi. Bà mà ra ngoài xã hội nó rối rắm và nó coi như là thôi trời đất nổi cơn gió bụi á chị. Xã hội nó sẽ coi như là ngả nghiêng trời đất, nên ở trong góc bếp. Ngay đã. Như cái môi trường nhỏ xíu này là thấy có một người đàn ông không coi trọng. Xin mời thính giả. Không coi trọng phụ nữ rồi. Dạ, xin mời. Dạ, chúng tôi xin mời lên tiếng, nghe rồi. Đã xin nhận điện thoại rồi, dạ, chào chị, chào anh. Xin mời chị lên tiếng ạ. Dạ, xin chào quý bà. Chứ mình nói là bây giờ mà nói là nó đúng ra thì khi người Việt Nam mình qua đây rồi á, thì bằng bất cứ thời gian người đàn ông Việt Nam vẫn giữ cái kiểu mà chồng chú của tôi, cho dù là người phụ nữ đó có ra ngoài kiếm tiền về chu toàn mọi vấn đề trong gia đình, nhưng mà người đàn ông vẫn giữ thế đó. Đó là mình dám đảm bảo 10 người lấy 9 người là như vậy rồi. Chị thấy cái đó tốt hay xấu? Quay quay chị ủng hộ cái đó hay là chị đã phá chuyện đó? Không phải đã phá, nhưng mà ý mình tức là chị chống lại cái chuyện đó đúng không? Chị không chấp nhận cái điều đó. Không, anh Vũ Kiểm không có thể nào kết án cho mình như vậy. Mình chỉ nói lên tiếng là chỉ nói chung là người đàn ông Việt Nam vẫn giữ cái tính đó, cho dù ở trên đất nước nào, hoàn cảnh nào, cái tạm bản chất của con người của phụ nữ của đàn ông Việt Nam là như vậy. Ok rồi, tức là cái đó là cái rồi chị ngừng tí. Hai người nói cùng một lúc không nghe ai. Chị nhận xét, cái đó là cái nhận xét của chị. Chứ còn không phải là tôi kết án chị. Tức là tôi chỉ hỏi bình thường. Chị chấp nhận, chị đồng ý cái chuyện đó hay là không? Hoặc là chị đà phá. Nếu tôi là chị, quay. Nếu tôi là phụ nữ mà tôi nhận thấy cái điều như vậy, tôi muốn được bình quyền, tôi sẽ nổi loạn, tôi sẽ làm cách mạng, tôi vùng lên và tôi chống cái chuyện đó cho tới cùng. Đánh tan cái thành kiến của những tên đàn ông là luôn luôn có cái chuyện coi phụ nữ như cỏ rác, chồng chúa vợ tôi, đúng không? Nếu tôi là phụ nữ tôi làm điều đó. Nhưng mà rất tiếc thôi chị, tôi là đàn ông tôi lại thích được như vậy, khổ vậy chứ. Ok. Vậy anh biết đối nói là anh vẫn giữ cái ý kiến của anh. Yes ma'am. Yes, anh yes. Vũ Kiểm là ao ví dụ điển hình cho cái nhận định ước vừa rồi của lắm. Chị đó. Ngày ấy xa rồi, tôi ước cái ngày đó nó trở lại cho tôi có những cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Dạ. Bộ giờ không mà được tôi vậy bị hả? Thiếu sót đàn bộ, anh tôi bộ, có hiện bố giờ tôi có thời hả? Ông thời cha tôi có mà tới thời tôi nó xa vời rồi. Khoan anh Vũ Kiểm cho hỏi giờ không có được vậy hả? Không, bây ở, giờ bị đi ở nhà anh đang lắm. Ngược lại anh. Không, ngược lại khổ lắm. Ở nhà là ô xin, anh Cường nói đúng á, ô xin cho vợ đó. Cho nên tôi oán cay mà tôi uất hận, tôi phải chia sẻ trên làn sóng, chị thấy không? Dạ, cảm ơn chị. Mong chị hiểu ý tôi ha. Dạ. Dạ. Còn ý kiến gì nữa không? Dạ, ý em nói là cái vấn đề mà chồng chú của tôi nó tùy theo, không phải là mình chấp nhận hay là không, phải tùy theo cái hoàn cảnh, là tùy theo cái lúc nào mình nên là làm chủ, lúc nào mình nên... Không, đã là chồng chú vợ tôi không có tùy gì hết á. Tôi nói một là phải một, chồng nói yes là phải yes, ngồi là ngồi. Chứ không có thể nào mà nếu mà nói tùy thì làm sao có chuyện gọi là chồng chú vợ tôi được. Chồng là lãnh chúa ở trong nhà, chồng nói một là phải nghe một, chồng bảo dạ nghe vâng. Để cho chị nói anh Vũ Kiểm. Trời ơi, nên Vũ Kiểm ăn hiếp chị, đáng thính giả quá. Nói đi chị, bây giờ gặp những cái người mà giống như anh Vũ Kiểm vậy giờ mình làm sao giờ chị? Xử nó đi. Thì mình phải tìm cách diễn chuyển để mình thay đổi, chứ không cho người ta bớt đi một chút thôi, chứ không thể nào mà lúc nào cũng chèn ép như vậy là phụ nữ sẽ dễ bớt lắm. Yeah. Đó là thực tình. Nếu một người phụ nữ mà người ta đi ra ngoài làm á, người ta chịu sự mà bao bọc của người Việt Nam đó thì có thể người ta chấp nhận hy sinh và chịu đựng. Nhưng mà một lúc nào đó là khiến một người đàn ông á có thể bảo vệ cho người ta thì người ta cũng bình thường thôi. Đó là mình nói là để tránh trường hợp trong này. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị và xin kháng kháng khắc ghi ở trong lòng. Và nếu được thì cầu nguyện cho tôi để đổi thay cái cá tính. Xin mời thính giả kế tiếp ạ. Trời ơi, hôm nay anh Vũ Kiểm á nha, như là vùng lên luôn á. Xin mời khán thính giả tiếp theo ạ, chúng tôi xin mời. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào anh Vũ Kiểm và cô Bích Loan. Dạ.
lý ra là em không có ý kiến gì trong cái đề tài hôm nay, nhưng mà nghe cái nỗi bức xúc của anh Vũ Kiển nên em phải dạ, có làm chị chịu không nổi phải nói luôn á. Dạ nói đi chị. Dạ nó hơi lạc đề một chút, nhưng mà em cũng nói vô cũng vấn đề nam nữ bình đẳng thì ở đời nó có cái giá hết anh Vũ Kiển ơi. Người thành ra ở Việt Nam có cái câu gì nồi đồng dễ nấu mà chồng xấu dễ xài, dễ sai. Rồi á là tại vì bây giờ anh cưới được một cô nàng xinh xắn trẻ trung thì anh phải hầu là đúng rồi, với ai mà đang người đẹp thì hầu anh, nhưng mà phải khi anh gặp em thì anh sướng rồi. Trời ơi, câu nói hay nhất trong năm luôn. Chị, cuối năm là nghe được câu nói hay nhất trong năm. Chị có tin mình có kiếp sau không chị? Có kiếp luân hồi không chị? Thiệt không, thì em nói đùa cho vui thôi chứ cái vấn đề mà. Nếu tôi tin không lầm chị là giọng chị quê ở Bình Định phải không? Em hả? À, Quy Nhơn không? Ông bà nội thì ở Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn, đúng rồi. Tôi có rất nhiều bạn Quy Nhơn, tại học sư phạm Quy Nhơn. Dạ vâng. Có ở khu vực Đầm Thị Nại không? Ok. Trời, nếu không được. Kiếp sau mà ở với chị là chết. Thôi, chết tôi. Tại vì ai về coi như là Bình Định mà coi con gái Bình Định cầm roi đi quyền chị vậy, chị có võ là tôi chết, tôi tiêu đời. Thôi, không dám đâu. Để cho chị đính chánh anh Vũ Kiểm bên đây. Sao? Ta nói đi chị. Sao chị? Em không phải Quy Nhơn. Ok. Em là ở Long Khánh, quê nội ở Long Khánh. Ok. Đó, nhưng mà ngoại thì ở Quy Nhơn. Dạ. Yeah. Okay. Nhưng mà ở đây em muốn nói là cho dẫu gì đi nữa thì ông xã em rất là có phước. Dạ. Yeah. Thành ra cái mơ ước của anh chị. Dạ rồi, bây giờ lại lôi ông xã vô. Ai đánh đâu chị Khai. Nhát quá vậy mà cũng bày đặt. Nhưng mà ông anh có nghe anh cũng bỏ qua nha, nói chuyện cho vui cái câu chuyện trên bàn cà phê á. Ông trời ông cũng sắp chết rồi, tại sao những người nữ họ chơi họ rất thích như vậy. Thì em có về Việt Nam coi SEA Games một lần, mà cái trận chung kết thì nữ đá rồi mấy ông ngồi uống rượu uống bia mà coi nữ có vẻ dè bỉu lắm nha, có vẻ không hấp dẫn, họ chơi cái váy yếu. Thành ra cái cảm giác em nghĩ thôi, từ thuở tạo thiên lập địa ông trời ông đã dựng lên cái thấy mạnh và thấy yếu. Người nữ thì từ cái xương sườn đàn ông ra mà giờ muốn len lỏi, muốn leo lên cho bằng cánh đàn ông thì người ta nhìn xuống người ta cười đểu là đúng rồi, người ta cười mỉa là đúng rồi. Thế em muốn góp ý cho vui như vậy thôi, thì ai muốn nghĩ sao nghĩ. Xin cảm ơn chương trình ạ. Dạ, cảm ơn chị. Tôi thích nhất là chị nói, chị xác nhận lại là trong Kinh Thánh nha, phụ nữ là do cái xương sườn cụt của người đàn ông nặn ra với đất sét đó, chứ không phải là ghê gúm gì đâu. Xin mời quý vị tiếp tục tham gia trong cái câu chuyện cà phê sáng, câu chuyện cuối năm tán gẫu cho vui mà nhưng mà đề tài rất là thú vị, nói ra cái vấn đề bình quyền. Chúng tôi cũng không còn nhiều giờ, trong vòng 4 phút nữa thôi, nếu quý vị còn có những cái góp ý vui vui tếu tếu và để cho chúng ta cùng có một cái giây phút vui vẻ trong cái bàn cà phê sáng hôm nay, thì xin mời gọi vào tiếp tục. Chúng tôi xin mời khán thính giả tiếp theo. Tắt cái tivi dùm, làm ơn, thì để cho nó khỏi bị nhiễu âm, nói chuyện nó dễ nghe hơn. Dạ, xin chào anh Kiển và chị. Anh tên là Tuấn ở chúng ta Illinois. Tuấn ở Illinois. Dạ. Dạ, em nghe hết câu chuyện thì em cũng cảm thấy vui. Nhưng mà hồi em còn ở Việt Nam rồi, em Việt Nam á, thì em thấy á, những người chồng á, dính vợ, dính phụ nữ á, rất là cái người dã man. Và một suy nghĩ sang bên Mỹ á, thì em thấy ngược lại, cái người phụ nữ á, không biết chồng là gì, cái dễ đánh tiệt cái gì đó, mà cứ chỉ xói xả như mặt chồng. Thậm chí còn lấy những cái đồ ăn á, hắt xuống đất. Rồi xong chồng thì không dám làm gì hết. Thì em thấy chung ra cái gì đó cũng có một cái mặt trái mặt phải. Nhưng mà mình từ cái lạm dụng quá và một cái chuyện nào đó thì nó đâm ra trong cái cuộc sống gia đình nó không có vui. Bên Việt Nam á thì quýnh phụ nữ á thì như là đổ máu đổ mặt không, như là không cần biết là ai hết. Rồi bên đây á chồng cũng làm cực khổ, hai chồng cũng làm về ăn nhậu chút xíu rồi sao đỡ lại chút xíu là
bắt đồ ăn rồi chửi mà chửi suốt ngày luôn, không phải đâu. Thì em thấy ở chung ra đó, nói chung mà làm kiếp con người ai cũng khổ hết, không phải ai sướng. Đúng rồi, đời là bể khổ anh Tuấn, đời là bể khổ chứ không phải sông khổ hay hồ khổ. Bể khổ luôn. Dạ. Rồi khi mà không còn với nhau nữa đó thì mình mới biết cái nào là cái thiếu thốn trong cuộc sống. Khi bên nhau mình cứ ỷ rồi này người kia, rồi có con phải giao cho người này, thích khe kia thích khe, mình thấy những việc cái kiểu mà không có trách nhiệm với nhau. Mình anh Tuấn ơi, đang nói phụ nữ bình quyền và dường như trong cái câu chuyện của anh đó, tôi đoán thôi, tôi đoán một cách mơ hồ, anh có tâm sự phải không? Anh có tâm sự không? Em ai cũng có tâm sự hết, nhưng mà em thấy ý em nói là bên Việt Nam thì đàn ông này có hồn đứng ra gì. Bên Mỹ đó, thì ở chung nước ngoài không phải bên Mỹ, thì phụ nữ coi đàn ông không ra gì. Ok. Dạ. Không chắc không anh nói về oan anh vơ đũa cả nắm. Tôi thấy nhiều cô phụ nữ Việt Nam ở Mỹ, ở Bel Air, ở Cali lịch sự lắm, coi đàn ông ra gì đó anh, chứ không phải không ra gì đâu. Cảm ơn anh rất nhiều về góp ý của anh. Chúng tôi xin mời khán thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, xin chào. Chào chú Loan nha. Chào chú Nam Forward đây. Dạ, chào chú Nam. Xin chào Vũ Kiểm ha. Thôi cũng cuối năm là cái nói chuyện vui vui đi. Vũ Kiểm bao nhiêu lâu rồi thấy cũng cực khổ quá. Rồi bây giờ xin được làm chủ quán tí ha. Alo Vũ Kiểm có nghe không? Đang nghe. Anh cứ tiếp tục dạ. Thực tế thì mình theo cái suy nghĩ của tôi đó thì dù là thế kỷ 20 đi chăng nữa thì nam nữ cũng về cái mặt xã hội thì đúng là bình quyền, nghĩa là bình đẳng tất cả, nhưng nói về trong cái vấn đề lĩnh vực mà phía sau thì cũng chưa có cái sự bình đẳng, chưa có sự bình quyền, dù bất cứ ở một cái quốc gia nào, một cái thể chế nào cũng vậy. Cũng ít có người phụ nữ nào mà có thể đảm đang một cái đất nước. Chẳng hạn như là Hoa Kỳ mình đang sống chẳng hạn. Thì cái đó nó cũng là phải thực sự là một cái sự người không có bình đẳng. Bởi vì đôi khi cái đầu óc người phụ nữ có một sự mềm yếu, không có sự quyết đoán. Để mà trong bất cứ một cái lĩnh vực nào, dù rằng trên chiến trường cũng như một cái thương trường. Cho nên thì cũng ít lắm. Còn nói về gia đình cũng như Bích Loan hồi nãy nói là sống thì phải tôn trọng nhau để mà sống. Thì không có sự cãi vã hay cái chồng chúa vợ tôi. Không phải vậy đâu. Trong cái sự tôn trọng thì mới quen nhau thì cũng đã tôn trọng rồi mới đến được nhau, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói trong gia đình á, thì đôi khi thì người phụ nữ cũng hẹp hòi, nhịn chồng tí, cho cơm lành canh ngọt vậy thôi. Chứ bây giờ như vậy chú Năm, những trọng. Cái ý chính đó chú cũng đã nhắc qua, nhưng mà rất tiếc cũng đang muốn cái câu chuyện của chú tiếp tục, nhưng mà sức người có hạn. Thì giờ hết chúng tôi cần phải chạy quảng cáo nha. Chứ không có lại nói là cháu lại coi như là không trọng cô Bích Loan, cô là tay hòm chìa khóa, phải quảng cáo là quảng cáo mà coi thường chú Năm đang on air. Bye chú. Cảm ơn chú Năm rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị vừa tham gia cũng như là theo dõi chương trình Cà Phê Sáng của Việt TV và Radio với Bích Loan và Vũ Kiểm, thực hiện hai ly cà phê trong chương trình sáng hôm nay. Chúc quý vị một ngày vui. Xin kính chào tạm biệt. You could even win the tour to France. Not very likely. You might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Rayito del sol, oro cucú. Good morning, sunshine. Syntronic cung cấp các nhà máy karaoke chuyên nghiệp, giá rẻ nhất Hoa Kỳ, uy tín chất lượng. 714-450-6666, syntronic.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp.
xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết.